Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Trong clip ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập cuối chương 1. Bài 1.54. Viết số tự nhiên A sau đây. 15.267.021.908. Câu A. Số A có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của A. Câu B. Số A có bao nhiêu triệu? Chữ số hàng triệu là chữ số nào? C. Trong A có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu? Chúng ta trình bày bài giải 1.54. Số tự nhiên A 15 tỷ 267 triệu 021.908. Số A có bao nhiêu chữ số? Câu A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy số A có 11 chữ số. Viết tập hợp các chữ số của A rất là dễ. Cô đặt đó là tập hợp A bằng các chữ số đó là chữ số 1, chữ số 5, chữ số 2, chữ số 6, chữ số 7, chữ số 0. Chữ số 2 viết rồi các em không viết nữa. Chữ số 1 viết rồi các em không viết nữa. Chữ số 9. Chữ số 0 viết rồi, không viết nữa. Chữ số 8. Đây là tập hợp các chữ số của A. Câu B. Số A có bao nhiêu triệu? Số A đọc là 15.267.021.908. Do đó số A có bao nhiêu triệu? Số A có 267 triệu. Chữ số hàng triệu là chữ số nào? Chữ số 8 là chữ số ở hàng đơn vị, chữ số 0 hàng chục, chữ số 9 hàng trăm, chữ số 1 hàng nghìn, chữ số 2 hàng chục nghìn, chữ số 0 hàng trăm nghìn, chữ số 7 hàng triệu. Như vậy, chữ số hàng triệu là chữ số 7. Chữ số 7 ở hàng triệu, chữ số 6 ở hàng chục triệu, chữ số 2 ở hàng trăm triệu, chữ số 5 ở hàng tỷ, chữ số 1 ở hàng chục tỷ. Câu C. Như vậy chúng ta dễ dàng làm được câu C sau khi biết vị trí của các chữ số. Câu C. Trong A có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Đơn vị chục, trăm, nghìn. Chữ số 1 nằm ở hàng nghìn. Chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ và chục tỷ. Do đó hai chữ số 1 nằm ở hàng chục tỷ và hàng nghìn. Các em ghi, trong A có hai chữ số 1 nằm ở hàng chục tỷ.
và hàng nghìn. Các chữ số 1 này có giá trị là bao nhiêu? Chữ số 1 ở hàng chục tỷ có giá trị là 1 nhân với 10 tỷ bằng 10 tỷ. Đằng sau là 9 số 0. Em viết số 10 và 9 số 0. Chữ số 1 ở hàng nghìn có giá trị là, em lấy 1 nhân với 1.000 bằng 1.000. Các em làm bài 1.55, câu A, số 2020 là số liền sau của số nào, là số liền trước của số nào? Câu B, cho số tự nhiên A khác không, số liền trước của A là số nào, số liền sau của A là số nào? Câu C, trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau, số nào không có số liền trước? Chúng ta trình bày bài giải 1.55. Câu A, 2020, số liền kề bên trái nó là số 2019, số liền kề bên phải đó là 2021. Như vậy số 2020 là số liền sau của số nào? Là số liền sau của số 2019. Số nào đứng sau thì liền sau. 2020 hơn số 2019 một đơn vị. 2020 liền sau 2019. 2020 lại liền trước số nào? Lại liền trước số 2020-21. Như vậy 2020 là số liền sau của số 2019. 2020 là số liền trước của số 2021. Chúng ta trình bày câu A, số 2020 là số liền sau của số 2019. Số 2020 là số liền trước của số 2021. Câu B, cho số tự nhiên A khác không, số liền trước của số A là số nào? Số liền trước của số A, các em lấy A trừ 1. Số liền trước của số A là A trừ 1. Ở đây là A phải khác không? Bởi vì số 0 không có số liền trước. Số liền sau của số A là số nào? Số liền sau thì hơn số đó một đơn vị. Số liền sau của số A là A cộng 1. Câu C, trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Có số nào không có số liền sau hay không? Số tự nhiên có số nào lớn nhất? Không có số tự nhiên lớn nhất. Do đó, không có số nào mà không có số liền sau hết, số nào cũng có hết. Chúng ta cứ cộng một đơn vị vào. Câu C các em ghi, trong các số tự nhiên, không có số nào, không có số nào, không có số liền sau. Số nào không có số liền trước?
Cô đã nói với các em. Số 0. Không có số liền trước. Bởi vì tập hợp các số tự nhiên thì số nhỏ nhất là số 0 rồi. Nếu chúng ta lấy 0 trừ 1 thì cũng không thực hiện được trong tập hợp các số tự nhiên. Do đó số 0 không có số liền trước. Chúng ta xong bài 1.55. Các em làm bài 1.56. Tìm tích thương và số dư nếu có. Câu A. 21.759 nhân với 1.862. Câu B. 3.789 chia cho 231. Câu C. 9.848 chia cho 345. Câu A. Các em thực hiện nhân ở ngoài dưới nhé. 21.759 nhân với 1.862. 2 nhân 9 18 viết 8 nhớ 1. 2 nhân 5 bằng 10 nhớ 1 nữa là 11 viết 1 nhớ 1. 2 nhân 7 14 nhớ 1 nữa 15 viết 5 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 nữa là 3. 2 nhân 2 bằng 4. 6 nhân 9 5 4 viết 4 nhớ 5. 6 nhân 5 30 nhớ 5 nữa là 35 viết 5 nhớ 3. 6 nhân 7 42 nhớ 3 nữa là 45 viết 5 nhớ 4. 6 nhân 1 bằng 6 nhớ 4 nữa là 10 viết 0 nhớ 1. 6 nhân 2 12 nhớ 1 nữa là 13. 8 nhân 9 72 viết 2 nhớ 7. 8 nhân 5 bằng 40 nhớ 7 nữa là 47 viết 7 nhớ 4. 8 nhân 7 56 nhớ 4 nữa là 60 viết 0 nhớ 6. 8 nhân 1 bằng 8 nhớ 6 nữa là 14 viết 4 nhớ 1. 8 nhân 2 16 nhớ 1 nữa là 17. 1 nhân 9 bằng 9, 1 nhân 5 bằng 5, 1 nhân 7 bằng 7, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 2 bằng 2. Các em phải nhân cẩn thận. Bởi vì ở đây là số lớn, chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn. 8 hạ xuống, 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12 viết 2, nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, 8 cộng 7 bằng 15, 15 cộng 9 bằng 24, nhớ 1 nữa là 25, viết 5 nhớ 2. 4 cộng 5 bằng 9 nhớ 2 nữa là 11, viết 1, nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng 7 bằng 14, nhớ 1 nữa là 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8, 8 cộng 1 bằng 9, nhớ 1 nữa là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, nhớ 1 nữa là 4. Kết quả là 40.515.258. Bài 1.56. Giải các em ghi kết quả vào bài. Câu A. 21.759 nhân với 1.862. Kết quả là 40.515.258. Câu B. 3.789 chia 231. 3.789 chia cho 231. Các em chia từ trái qua phải. Các em lấy 378 chia 231. Kết quả là 1. 1 nhân với 231 được kết quả là 231. 8 trừ 1 còn 7. 7 trừ 3 bằng 4. 3 trừ 2 bằng 1. Dư 147. Hạ 9 xuống. 1.479 chia cho 231. Được kết quả là 6. 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 3 18 viết 8 nhớ 1. 6 nhân 2 12 nhớ 1 nữa là 13. 9 trừ 6 còn 3. 17 trừ 8 bằng 9, trả 1 qua đây, 4 trừ 4 hết.
Số dư là 93. 3789 chia 231 bằng 16. Dư 93. Em ghi kết quả vào. Câu B, 3789 chia 231 bằng 16. Dư 93. Câu C, 9848 chia cho 345. Kem lấy 984 chia cho 345. Kết quả là 2. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, nhớ 1 nữa là 9. 2 x 3 bằng 6. 4 trừ 0 còn 4. 18 trừ 9 bằng 9. Trả 1 qua đây, 9 trừ 7 còn 2, dư 294. Hạ 8 xuống, 2948 chia cho 345. Kết quả là 8. 8 x 5 40, viết 0 nhớ 4. 8 x 4 32, nhớ 4 nữa là 36, viết 6 nhớ 3. 8 x 3 24, nhớ 3 nữa là 27. 8 trừ 0 bằng 8. 14 trừ 6, kết quả là 8, trả 1 qua đây. 9 trừ 8 bằng 1. Số dư là 188. Như vậy 9848 chia 345 bằng 28 và dư là 188. Các em ghi vào câu C. 9848 chia 345 bằng 28. Số dư 188. Nhân chia số tự nhiên, các em phải thành thạo. Chúng ta làm bài 1.57. Tính giá trị của biểu thức 21 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc tròn 1245 cộng 987 đóng ngoặc tròn chia 2 mũ 3 trừ 15 nhân 12 đóng ngoặc vuông cộng 21 bằng 21 nhân, các em tính ở trong ngoặc tròn trước, 1245 cộng 987. 1245 cộng 987. 5 cộng 7 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 8 12 nhớ 1. 13 viết 3 nhớ 1. 2 cộng 9 11 nhớ 1 nữa 12, viết 2 nhớ 1. 1 nhớ 1 nữa là 2. Kết quả là 2232 chia 2 mũ 3. 2 x 2 x 2, 2 x 2 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, trừ 15 x 12. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 2 x 1 bằng 2 nhớ 1 nữa là 3. 1 x 5 bằng 5, 1 x 1 bằng 1, 0, 3 cộng 5 bằng 8, 1, thả 1. Kết quả là 180, đóng ngoặc vuông, cộng 21. Chúng ta đã bỏ được ngoặc tròn. Bằng 21 nhân, các em lấy 2232 chia cho 8. 2232 chia cho 8. 22 chia 8 được 2. 2 x 8 16, dư 6. 63 chia 8. 8 x 7 56, dư 7. Hạ 2 xuống 72. 72 chia 8 bằng 9. 9 x 8 72. Hết. Kết quả là 279. Em ghi 279 vào, trừ cho 180 ngoặc vuông cộng 21 bằng 21 nhân 279 trừ 180, 9 trừ 0 bằng 9, 17 trừ 8 bằng 9, trả 1 qua đây hết. Kết quả là 99 cộng với 21. Đến đoạn này, nhiều bạn thực hiện nhân trước cộng sau,
Nhưng như vậy thì không nhanh. Các em thấy có gì đặc biệt không? Chúng ta thấy là có số 21 giống nhau. Các em đưa về A nhân B cộng A nhân C. Với A làm 21 bằng 21 nhân với 99 cộng 21 nhân với số nào? 21 nhân với số 1 thì vẫn bằng chính số đó. Bằng, các em đặt 21 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là 99 cộng với 1. Bằng 21 nhân với 99 cộng 1 bằng bao nhiêu? Nhân với 100. Đến đây thì rất là dễ rồi. Chúng ta chỉ cần thêm hai số 0. Kết quả là 2100.